có đủ vaccine để mà tiêm, nhưng mà tiêm làm sao để tiêm được đại trà và được người dân hưởng ứng không phải là một câu chuyện dễ dàng. Và câu chuyện này ở nước Nga cũng như vậy. Mới đây thì vào ngày 27 tháng 6 thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị chính phủ hoàn tất kế hoạch tổ chức tiêm vaccine có thu phí dành cho người nước ngoài ở tại Nga trước ngày 30 tháng 6. Trước đó thì bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế của Saint Petersburg vào hồi đầu tháng 6 năm 2021 thì thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Nga đã có thể triển khai các tour du lịch vaccine và cho phép người nước ngoài tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên lãnh thổ của quốc gia này. Hãng tin Sputnik dẫn chỉ thị được đăng trên trang web của Điện Kremlin, trong đó nêu rõ chính phủ đảm bảo cơ hội được tiêm vaccine ngừa COVID-19 có thu phí dành cho công dân nước ngoài và những người không có tư cách công dân nhưng đang cư trú trên lãnh thổ Liên bang Nga, trong đó tuân thủ mọi yêu cầu về vệ sinh và dịch tễ. Thời hạn báo cáo kế hoạch là trước ngày 30 tháng 6. Đối với người nước ngoài tới Nga vì mục đích làm việc, Tổng thống Putin yêu cầu báo cáo về kế hoạch tiêm chủng trước ngày 15 tháng 7. Trước đó, phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vaccine Sputnik V của nước này đã được đăng ký ở 66 quốc gia với tổng dân số hơn 3 tỷ người. Hiện nay, Nga đã đăng ký 4 loại vaccine nội địa. Tất cả vaccine này đều được đánh giá là an toàn và hiệu quả.